Xin chào cô chú anh chị và các bạn đã quay trở lại với blog nguyennamthang.com, nơi cập nhật chia sẻ những góc nhìn quan điểm cá nhân của bản thân Thắng về đầu tư tài chính, tự do tài chính, thị trường crypto và Pi Network. Trước khi đi vào nội dung chi tiết, như thường lệ, những chia sẻ của Thắng chỉ vì mục đích thông tin và không được xem là lời khuyên đầu tư. Nếu như cô chú anh chị và các bạn yêu thích cái tập podcast hoặc cái video này và những cái podcast hoặc những cái video tương tự, thì đừng quên giúp Thắng để lại ý kiến của bạn ở phần comment. Đừng quên like, share và follow kênh của Thắng để cập nhật những thông tin mới nhất về thị trường và Pi Network nhé. Hello cô chú anh chị và các bạn, như vậy là chúng ta có một cái thông tin cập nhật khá là mới đối với Ice Network. Thì ngày hôm nay Thắng sẽ cùng với cô chú anh chị và các bạn cập nhật những cái thông tin liên quan đến cái dự án này. Và những cái thông tin này nó liên quan đến cái gì ạ? Nó liên quan đến KYC và nó liên quan đến cái Ethereum, tức là cái token Ice trên mạng lưới Ethereum đó. Vậy thì chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu một số những cái thông tin như sau. Đầu tiên đó là về cái KYC bước 1. Một cái cột mốc quan trọng đã đạt được, đó là cái cột mốc đó là nó hoàn thành cái KYC bước 1. Thì trong cái phần này Thắng thấy rằng có rất nhiều những cái phản hồi ở trên các cái trang mạng xã hội cũng như là chính bản thân khi Thắng chia sẻ những cái thông tin như vậy, thì rất nhiều anh em có cái suy nghĩ đó là cái vấn đề KYC nó khá là phức tạp và đây khó chịu. Thì theo cái quan điểm cá nhân của Thắng là đúng, thực sự nó cũng gây cho chúng ta một số những cái phiền toái, đặc biệt là khi chúng ta không ở nhà. Nếu như chúng ta ở nhà thì thực ra cái vấn đề này nó không có gì là lớn. Nhưng mà chúng ta nhìn xa hơn, đó là Ice Network họ đang cố gắng không cho người ta mua bán tài khoản giống như những cái dự án khác. Thì đấy là một cái nó sẽ giúp cho chúng ta có một cái sự thật đối với cái tài khoản của mình. Còn Thắng chỉ có một chút những cái thông tin góp ý, đó là nếu như có thể thôi là Ice họ nên bỏ cái tính năng gọi là KYC bước 1 có cái xác thực gọi là biểu cảm, chúng ta chỉ nên KYC bình thường thôi, như vậy là nó sẽ dễ hơn. Nhưng mà rất có thể là cái ý định của họ là họ sợ rằng là bây giờ với công nghệ Deepfake nó có thể làm giả rất nhiều những cái khuôn mặt, thì có lẽ cái điều đấy là cái điều họ muốn làm và họ sẽ khó có thể thay đổi điều này đó. Thắng nghĩ là như vậy, họ không thay đổi đâu. Còn đâu chúng ta có cái niềm tin mà chúng ta cảm thấy dự án này nó ok thì chúng ta cứ làm các cái bước xác thực. Thì xíu nữa Thắng sẽ hướng dẫn mọi người cách KYC bước 2 sau để chúng ta có thể làm nha. Rồi cái vấn đề thứ hai đó là cái tăng cường tính minh bạch trong thống kê người dùng. Thì với cái này người ta ghi rõ là trong cái màn hình thống kê hiển thị số người dùng đã hoàn thành KYC bước 1 thay vì người dùng chỉ đăng ký. Tức là bây giờ khi chúng ta check chính xác là cái con số những cái người họ đã hoạt động ấy, là đó là những người họ đã KYC bước 1 rồi. Còn tổng số những cái người kia nó không còn chuẩn nữa. Như vậy là thứ nhất là các cái người dùng như chúng ta là Snowman, chúng ta có thể bắt chính xác được là cái dự án này hiện tại bao nhiêu người đã KYC rồi. Nó rất là rõ ràng, chứ nó không có hơi khó tìm hiểu. Tức là tất cả cho chúng ta ai cũng có thể biết được rằng chính xác bao nhiêu người đã vượt qua KYC. Còn bao nhiêu người chúng ta tồn tại thì chúng ta đã nhớ không nhầm, đó chính là rơi vào tầm khoảng 3-4 triệu người gì đó từ cái thời điểm bắt đầu triển khai cái KYC bước 1 ạ. Rồi, thì cái vấn đề thứ ba nữa là xác minh KYC hàng tháng. Thì để duy trì tính toàn vẹn của nền tảng thì KYC sẽ yêu cầu xác minh hàng tháng, đảm bảo quyền sở hữu tài khoản nhất quán. Rồi, tức là một tháng là chúng ta sẽ phải KYC bước 1 một lần nha, chứ không phải là 3-4 ngày hoặc 5 ngày lần trước nữa. Thì đây là cái thông báo chính thức từ bên đội ngũ, một tháng chúng ta phải KYC một lần. Đó. Chuẩn bị cho việc phân phối Ethereum thì cập nhật của chúng tôi Ice ứng dụng cho Android và phiên bản web iOS hiện cho phép người dùng gửi địa chỉ Ethereum của họ, và chúng ta đã có thể làm được cái điều đó rồi đó. Thế thì các bạn để ý, nếu như chúng ta chưa làm cái điều đó thì chúng ta có thể làm ngay. Thì các bạn có thể lấy cái mã ví ERC 20 nhá. Ví ERC 20 là cái ví như Metamask chẳng hạn, hoặc là các cái ví như Trust Wallet hoặc là ví Bitget. Ví nào cũng được miễn là nó có ở cái mạng lưới ERC 20. ERC 20 chính là cái mạng lưới này, cái mạng lưới Ethereum mainnet này. Để chúng ta copy chính cái này để chúng ta dán nó vô. Thì sau đó là chúng ta sẽ được nhận cái token ICE ở đây. Thì trong tương lai là ICE họ sẽ đưa cho chúng ta một cái người ta gọi là cái hợp đồng thông minh. Thì nó như thế nào đấy, Thắng lấy một cái ví dụ Thắng vào cái Coin market cap nhé. Thì các bạn sẽ thấy nó có cái hợp đồng thông minh của bất cứ một cái token nào. Ví dụ Thắng vào trong Coin market cap này, rồi Thắng giả sử như là cái đồng này đi. Rồi các bạn có thể nhìn thấy hợp đồng thông minh của nó này. Cái hợp đồng thông minh của nó lên là hợp đồng thông minh của Binance smart chain. Mình phải kiếm một cái nào nó có hợp đồng thông minh Ethereum. Thì mình ví dụ là cái Shiba Inu đi. Rồi mình thấy cái Shiba Inu này nó có hợp đồng thông minh của Ethereum này đó. Thì ví dụ các bạn tưởng tượng là đây là ICE token này, đấy, nó cũng sẽ chạy trên cái nền tảng của mạng lưới Ethereum. Thì bạn copy cái này vô, sau đó bạn dán vào ví thôi. Thì các bạn thao tác tương tự trên điện thoại nhé. Bạn vô cái ví của bạn này, bạn ấn vào cái chữ import tokens, thì bạn dán cái này là vào, thì nó sẽ tự động hiển thị ra cái Shiba Inu ship này, cái decimal là 18 này. Đó, thì bạn đã thêm được cái token Shiba Inu vào. Đó, như vậy thì cái đấy chúng ta sẽ làm tương tự đối với cái đồng ICE token trong tương lai. Và sau đó bạn có thể lên trên trang Uni Swap ha, trang Uni Swap, bạn gọi Uni Swap, bạn ấn vào swap này, sau đó chúng ta kết nối với ví của chúng ta thôi. Đây, như bạn muốn kết nối thì ấn vào kết nối ví Metamask này, bạn kết nối nó vào. Rồi, như vậy là ví chúng ta kết nối, nó nhận cái số Ethereum này, và các bạn có thể tìm thấy cái đồng thắng giả sử đây là cái đồng ai chẳng hạn. Đó, thì bạn ấn đảo nghịch vào đây, bạn có thể chuyển đổi nó từ đồng ai sang cái đồng Ethereum. Đó, chúng ta giả sử như vậy ha. Và chúng ta có thể rút cái đồng Ethereum này về sàn nào đó, chúng ta bán lấy USDT gì đó vân vân. Đó, thì đấy là cách chúng ta có thể kiếm tiền. Và các bạn lưu ý rằng là họ sẽ trả thưởng theo cái gì ạ? Họ trả thưởng theo cái hàng tuần nha, chứ họ không trả một cục ngay đâu, cho nên chúng ta có muốn xả cũng không có được ha. Rồi, thì đấy là cái mà chúng ta nói về cái Ethereum. Và có một cái lưu ý nhỏ nhỏ nữa là nếu như bạn vẫn nắm giữ cái đồng AI ở trên ví Metamask, thì vào ngày mùng 7 tháng 10 năm 2024 bạn có thể chuyển đổi nó từ cái ví Ethereum này lên trên cái mạng lưới ION, cái mạng lưới được tích hợp những cái tính năng giống như là cái mạng lưới TON Network của Telegram đó. Đó. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ nói qua về cái KYC. Thì cái KYC bước 2 nó sẽ có hai loại KYC các bạn mà lưu ý. Thứ nhất đó là giới thiệu xác minh xã hội. Thì các bạn sẽ cần phải làm một số các cái bước, ví dụ như chúng ta đầu tiên để mà KYC bước 2 là ngay khi bạn bấm một cái nút khai thác thì nó sẽ hiển thị cho bạn ngay cái màn hình giống như các bạn KYC bước 1 thì nó ghi rõ là KYC bước 2. Thế nhiệm vụ của bạn là bạn ấn đồng ý và tiếp tục, thì khi đó nó sẽ hiển thị ra cho bạn một cái bảng hướng dẫn bạn cái cách chúng ta có thể chia sẻ cái dữ liệu. Đó, để chúng ta lưu ý. Thì đây Thắng sẽ vào ngay cái trang Twitter của Thắng, thì đây là cái bài Thắng chia sẻ trong buổi sáng hôm nay này. Đó, thì khi mà bạn vô bạn chia sẻ thì bạn sẽ phải làm như thế này này, nó sẽ đưa cho bạn một cái thông tin như thế này, là bạn sẽ phải copy nó. Rồi, khi bạn copy nó thì bạn lưu vào đó, bạn sẽ vào cái ICE. Đó, bạn tìm đúng cái bài đầu tiên của nó này, bài đầu tiên của nó là cái bài pin, tức là bài đã được gắn lên trên này nhé. Thì bạn ấn vào cái phần này này, bạn like nó trước này, bạn thả tim, bạn kích vào đây, bạn thấy cái chữ quote hoặc là cái chữ gọi là trích dẫn không? Đó, bạn kích vào đây thì bạn sẽ paste lại cái bài viết lúc nãy như thế này. Đó, các bạn thấy không? Rồi các bạn ấn nút post thôi, như vậy là xong. Thì sau khi bạn post xong rồi bạn làm thế nào ạ? Bạn sẽ quay lại cái bài viết của mình. Đây, ví dụ đây cái bài viết của Thắng này, Thắng ấn vào cái phần này này, nó có cái nút copy link này. Đối với điện thoại thì nó sẽ là cái nút share, tức là chia sẻ. Bạn copy và bạn dán nó vô đây này, bạn dán nó vô đây. Sau khi bạn dán vô thì bạn ấn vào cái nút dưới này, đó là nút xác minh, và bạn ấn OK. Và sau khoảng 120 giây thì là bạn sẽ được cái thông báo như này, tức là xác minh hoàn tất, là bạn đã hoàn thành ha. Rồi, đây là cách gọi là KYC bước 2 bằng phương thức xác minh xã hội. Nếu như bạn có một cái tài khoản X, bạn nên xác minh như thế này, nó nhanh hơn. Tại sao ạ? Tại vì như thế này, vì nếu như bạn từ chối cái KYC này thì bạn sẽ vẫn phải KYC bước 2 sau 28 ngày. Và cái KYC đó nó không phải là cái dạng thức xác minh xã hội nữa, mà nó sẽ là một dạng thức khác. Các bạn lưu ý nha, nó là dạng thức câu đố nha. Nếu như bạn không chịu đọc những cái thông tin liên quan đến sách trắng thì chắc chắn là khi bạn trả lời những câu hỏi kiểu gì bạn cũng sai. Và các bạn lưu ý rằng như cái video trước Thắng có chia sẻ, nếu như bạn trả lời sai thì bạn sẽ phải đợi đúng 1 tuần kể từ ngày bạn trả lời sai, bạn mới có thể KYC lại. Nó khá là mất thời gian và nó làm chậm quá trình đưa token ICE của bạn lên trên mạng lưới Ethereum. Và bạn có quyền từ chối tối đa 4 lần nha. Bạn từ chối đến lần thứ 4 là bạn bắt buộc phải tham gia KYC câu đố. Đó, các bạn lưu ý giúp Thắng ở cái phần đó. Cái nữa đó là cập nhật quan trọng về pre-staking, điều chỉnh số dư. Đó, thì trong cái phần này người ta sẽ cho pre-staking, tức là đặt lại, là ai họ sẽ sửa các cái số dư này cho các bạn. Và họ cũng nói luôn là họ đang sẽ khắc phục một số lỗi nghiêm trọng ảnh hưởng đến số dư người dùng, trong đó một số người vô tình nhận được mức tăng tiền thưởng lặp đi lặp lại. Thế thì cái này thì Thắng không gặp ở cái trường hợp này, Thắng không biết, nhưng mà ở đó chúng ta lưu ý là họ sẽ cho chúng ta làm mới staking của mình. Tức là ví dụ bây giờ bạn làm staking là 100% 5 năm và bạn sẽ có một cái cơ hội nữa để bạn sửa lại cái staking của mình. Và cái việc bạn sửa đó nó sẽ chỉ ảnh hưởng đến từ cái thời điểm bạn sửa thôi, còn tất cả những cái gì đó từ trước bạn đã khai thác 100% họ vẫn giữ nguyên cho bạn ha. Nếu mà Thắng biết cái này, Thắng đã ấn 100% từ ngày xưa rồi, nhưng mà Thắng không biết về cái điều này và cái sự thay đổi này nó khá là bất ngờ đối với cái quan điểm cá nhân của Thắng là như vậy. Còn tất nhiên là có thể mọi người sẽ bảo rằng là cái đồng ICE này, cái dự án ICE này nó có cái sự tiền hậu bất nhất. Đấy là cái câu chuyện của họ, họ làm việc thôi, chúng ta là những người đầu tư vào nó. Ít nhất là chúng ta đầu tư thời gian, công sức để chúng ta khai thác, cũng như là một số anh em mà có cái cộng đồng lớn họ có thể tuyển những cái đội rep đó, thì đấy là cách chúng ta có thể lan tỏa được cái giá trị của mình đến với những người khác, và đây là cách chúng ta tạo thêm một cơ hội cho người khác để chúng ta có thể trở nên sung túc hơn trong tương lai ha. Rồi, tiếp theo đó là về phần kế hoạch phân phối Ethereum. Cái việc phân phối Ethereum sẽ diễn ra hàng tháng, và với cái số dư ICE coin được chia đều trong những tháng còn lại trước khi ra mắt của chúng tôi, thì họ lấy cái ví dụ ở đây là nếu như bạn được lấy 9.000 đồng ICE thì nó sẽ trả cho bạn đầu tiên là 900 xu, và sau đó họ sẽ phân phối còn lại trong những tháng tiếp theo. Mỗi tháng nó sẽ trả cho chúng ta một cái lượng nào đó để khi đến lúc kết thúc, đến khi Open Mainnet thì có thể họ sẽ trả hết cho chúng ta. Thắng vẫn chưa biết chính xác được là họ sẽ trả những cái loại ICE thế nào, nhưng mà theo như quan điểm cá nhân của Thắng thì rất khả năng cao họ chỉ trả cho chúng ta cái số ICE solo thôi. Còn cái số ICE rep ấy, thì Thắng nghĩ rằng rất khó họ có thể trả luôn, và họ có thể phải đợi đến cái thời điểm Open Mainnet kia. Nhưng Thắng cũng không chắc về cái này được, bởi vì là họ không có thông báo chính thức từ trên mạng lưới. Các bạn phải đọc những cái thông tin từ chính họ, chứ còn bây giờ những cái thông tin mà ở bên ngoài thì rất chi là khó, rất ít người chia sẻ về cái dự án ICE này luôn, nên là mình cũng không biết chính xác được là như thế nào. Nhưng chắc chắn nếu như bạn làm đúng như bước gì mà Thắng vừa chia sẻ thì bạn sẽ nhận được đồng ICE của mình. Và với cái mức trả như thế này, Thắng nghĩ rằng là giá trị của đồng ICE nó sẽ không phải là quá thấp đâu, nó cũng sẽ đủ cao. Giống như quan điểm cá nhân của Thắng, đây là một dạng thức gọi là marketing dự án. Và cái việc bạn làm cái bước KYC xã hội này là bạn chia sẻ cái thông tin này với rất nhiều người, các bạn bè của bạn, thì đấy cũng là một cách để họ có thể có thêm được những cái user mới. Và khi mà ICE nó có một cái mức giá cụ thể nào đó ở trên cái mạng lưới Ethereum ấy, thì rõ ràng đó là một cái sức hút để mà rất nhiều các cái trader họ có thể mua ICE để người ta nắm giữ, qua đó hình dung được cái thanh khoản mua bán. Và nếu như bạn bán thì sẽ có người mua, còn nếu như bạn bán mà không có người mua thì bạn cũng sẽ không đặt được lệnh, đó là cái sự thật mà. Rồi, và họ thông báo rằng những cái thông tin liên quan đến cái việc này phân phối như thế nào, cụ thể ra sao, họ sẽ chia sẻ trong thời gian tới để chúng ta có thể biết về cái điều đó. Còn hiện tại thì họ chưa cung cấp thêm thông tin, họ chỉ giới thiệu cơ bản để chúng ta biết là như vậy. Rồi, thì rất hy vọng là cô chú anh chị các bạn chúng ta vẫn còn giữ cái việc chia xét đối với cái đồng ICE này. Và nếu như chúng ta cảm thấy nó khá là ngoằng với KYC, chúng ta có thể tạm dừng để chúng ta quan sát thêm thời gian tới. Đó là quyền quyết định của chính cô chú anh chị các bạn, chứ Thắng không có được thêm hay là mất đi bất cứ một cái quyền lợi gì từ cái điều này. Các bạn lưu ý cho Thắng một cái điều này nha. Rồi, thì đấy là những cái cập nhật của Thắng về Ice Network và những thông tin mà của Ice Core Team họ bạn đã sẽ làm. Hy vọng cô chú anh chị bạn thích cái video, và đừng quên like, share và follow kênh của Thắng để cập nhật những thông tin mới nhất về Ice Network nha.